Xin chào bạn, tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và ông quán phụ tùng ô tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group thợ sửa ô tô, link tôi đã để ở phần mô tả. Thì sau đây là tôi giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm mới. Cái này thì nó rất là tiện lợi, tiện dụng cho tất cả các anh em thợ. Thợ tức là gọi là thợ sửa ô tô ấy, từ thợ máy này, thợ điều hòa này. Đấy là tôi nghĩ là cái sản phẩm này là rất hữu ích cho tất cả anh em. Thì đây là một cái bộ dụng cụ có camera. Thì có những cái phần ngóc ngách của cái máy móc ấy mà nó bị rò rỉ dầu, có thể là mình thò tay không tới, nhìn không ra, nhưng mà mình sẽ dùng cái này. Cái này nó là cái có mắt camera và có đèn để soi, để mình soi được cái vị trí nào nó bị chảy dầu này hoặc là rỉ nước này. Đấy, là rất tiện. Còn đâu về phục vụ về cái phần điều hòa thì cái này là cái nhiệm vụ chính là để xịt rửa cái dàn lạnh ở bên trong xe. Bởi vì bây giờ thực ra những cái xe đời mới bây giờ ấy là toàn bộ muốn vệ sinh cái dàn lạnh là mình phải nhấc hẳn táp lô ra và mình nhấc hẳn cả một cái hộp nó đựng cả dàn lạnh và quạt gió và dàn sưởi. Đấy, nó ra những cái đấy thì mình mới vệ sinh được. Mình dùng cái này, mình có thể là mình soi vào trong và mình có cái dung dịch ấy là mình xịt rửa từng lan của cái dàn lạnh bên trong được. Thì đây tôi sẽ nói qua để cho các bạn hiểu được cái chức năng của nó. Đây các bạn nhìn đây thì nó như là một cái súng đúng không? Nhưng mà thực ra nó là cái đầu vòi này. Đấy, đầu này nó có mắt camera. Độ phân giải con này cũng rất tốt. Và đây nó là có cái để dùng để xịt cái đầu xịt này là xịt để rửa vệ sinh cái dàn lạnh. Mình có thể là khi mình đưa vào mình để tí thì tôi sẽ làm cho các bạn xem. Đây nó là cái màn hình. Màn hình để mình theo dõi luôn ở trên đấy, trên những cái thao tác mà mình vệ sinh hoặc là mình muốn tìm cái chỗ mà dầu nhớt nó chảy này. Nó có chức năng là chụp ảnh và quay video ấy là mình đã làm. Nó có cả chức năng bật đèn này và tắt đèn này, chức năng xem lại cái việc mình đã làm nên mình lưu lại đấy. Đây là cái màn hình. Còn đây nó có cái dây để kết nối. Con này nó có cả thẻ nhớ này, thẻ nhớ để lưu lại cái công việc mình đã làm. Cái dây này nó kết nối luôn, có thể là lên cái màn hình to hơn. Cái này nó là như này. Tôi sẽ ráp vào cho các bạn xem. Cái thao tác ráp này nó cũng rất dễ. Thì nó có một cái lắp đậy đằng sau đây. Cái này để gắn, chỗ này là gắn thẻ này, thẻ nhớ này. Con này nó là thẻ nhớ 4GB. Thao hồ là lưu lại hình ảnh, chụp hình, quay camera. Đây, mình cài thẻ vào. Đây là cái dây để kết nối này, kết nối nguồn điện. Nguồn điện của nó thì nó qua một cái cổng, cái chân này. Đấy. Thì đây, ví dụ như mình ở xe ô tô thì mình có thể cắm luôn vào cái đầu tẩu, mình gọi là hay tẩu, đầu tẩu thuốc lá ấy, để lấy nguồn điện. Cái này tôi không có ở trên xe thì tôi sẽ dùng cái cục pin dự phòng này. Cái này là để đựng cái dung dịch. Đây, lặn vào đây. Đấy, sau khi mình có pin rồi đúng không? Thì mình bật khởi động ở trên này. Hiển thị màn hình. Đấy, các bạn nhìn thấy cái đầu dò nó đã sáng này. Nó có đầy đủ chức năng. Đây cái đầu dò đây. Đấy. Mình có thể là soi được. Đi chỗ nào cần soi. Nếu như ban ngày mà nó sáng thì mình không cần đèn thì mình tắt chức năng đèn ở góc thôi. Đây nhá. Đèn soi sáng này, tắt đi này. Nó có ba chức năng đèn này, nó có ba lắc, một là bật một bóng, hai là bật hai bóng, ba là bật bốn bóng. Đây là tắt hẳn này. Đây là camera này, lúc này là không có đèn này. Tôi sẽ bật đèn lên cho nhìn cho rõ này.
Đèn này nó có 3 chức năng, một là bật một bóng, hai bật hai bóng, ba là bật 4 bóng. Đây, bây giờ mình giả định là mình lùa vào, mình vệ sinh dàn. Đấy. Thì mình vệ sinh đến đâu thì là mình nhìn thấy là nó sạch đến đấy. Nội soi luôn bên trong. Cái này nó khác gì cái của bác sĩ mà dùng nội soi dạ dày ở người ấy, là xem chỗ nào nó viêm loét, người ta chụp lại hình ảnh, lưu lại trên phim, cái lại như thế. Đấy, bật đèn cái nhìn rõ ngay. Cái này là cái lúc này xong mình cắm hơi ấy. Cắm hơi vào dùng xịt bằng cái dung dịch rửa. Cái này nó rất thuận tiện. Thì đây các cái chức năng của nó này, những cái nút này nó có những cái chức năng khác nhau. Cái đầu tiên là cái chụp ảnh để mình lưu lại cái hình ảnh. Những cái công việc mình có thể là mình chụp lại, ví dụ như mình nội soi, mình soi ở cái chỗ máy ấy, động cơ ấy, mà chỗ nó bị dỉ dầu ấy, lúc mình muốn tìm lại thì mình mở cái phần chụp ảnh. Còn đây là video, quay video để lưu lại những cái công việc mình đã làm sau này. Ví dụ khách người ta có hỏi thì mình mở cái video ra cho khách xem là đây, tôi đã xịt rửa này, vệ sinh cho anh chẳng hạn, hoặc là cho chị. Đấy. Còn đây là cái nút chỉnh zoom to nhỏ, tức là có thể là phóng to phóng nhỏ màn hình ấy. Còn đây là cái nút chỉnh cái góc quay của cái camera. Còn đây là nút mình có thể xem lại. Còn đây là cái nút chỉnh đèn. Đây nhá, tôi bật này. Bật nó hiển thị luôn trên này. Đây này. Hiển thị cái tia này là bóng. Nó có 3 lắc. Lắc thứ 2. Lắc này nó bật có 1 bóng. Đây là tắt này. Thì cái này cái sử dụng nó đơn giản lắm. Nó không có gì phức tạp cả. Cái chỗ này để mình cắm hơi vào này, đầu hơi vào. Thì tôi vừa giới thiệu cho các bạn cái công dụng và chức năng của cái máy nội soi này. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về cái dụng cụ này thì có thể là liên hệ với tôi. Số điện thoại tôi để trên góc màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Tôi là Trần Thái, thợ sửa ô tô và ngoan của Tùng Ô Tô. Nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu về ô tô, sửa chữa ô tô thì có thể đăng ký kênh YouTube của tôi hoặc vào group thợ sửa ô tô. Link tôi đã để phần mô tả.